Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán thẻ cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay thì là ngày 25 tháng 10 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm thẻ cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chung thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo A5s các bạn nhé. Con Oppo A5s thì là màu đỏ này. Đấy, bạn nào mà hợp màu đỏ các bạn thể là mua con này về hợp màu đỏ về tặng các chị em phụ nữ này, hoặc là tặng người yêu này, hoặc là tặng các bạn học sinh mà nữ tính một tí thích màu đỏ các bạn nhé. Thì con Oppo A5s này thì là ngoại hình của nó thì là máy còn trên 90%. Đấy. Con này thì là khách dùng rất là giữ, vẫn còn là cái miếng xui kiểu cái ly lông của cái tem Oppo này. Đấy, kiểu người ta dùng giữ người ta không bóc ra các bạn nhé. Thì con Oppo A5s này thì là của nó dung lượng pin của nó thì là pin con này là hơn 4000. Đấy, màn hình của nó là tràn viền hơn 6 inch. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Các bạn mua con này về học online, xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Con Oppo A5s này thì là mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Đấy. Con Oppo A5s màu đỏ này, ngoại hình còn khá là ok. Đấy. Giá mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.700.000 nhé. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, hoặc là các chị em phụ nữ, hoặc là bạn học sinh dùng con này rất là ok các bạn nhé. Oppo A5s màu đỏ này là 1.700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s các bạn có thể là nhắn tin mình qua Zalo fanpage. Nếu mà Zalo fanpage mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng, và giờ là việc bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Và đây là số hotline bên mình. Và sorry các bạn, và đây là địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco, và hình Shipco thì các bạn có thể là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bàn ra cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Thì vì cái đồ điện tử thì cũng không biết thế nào các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì hôm nay thì mình lại về con này là con V50 các bạn nhá. Con LG V50 thì lâu lắm, thì hôm nay nhà mình cũng phải tầm một tuần đấy. Mình hôm nay mình về được một cái LG V50 này là máy đẹp các bạn nhá. Con LG V50 máy đẹp này thì là ngoại hình thì là máy còn trên 90%. Đấy. Dòng LG thì hỗ trợ là cổng sạc Type C và jack tai nghe 3.5. Màn hình con này thì là màn hình con này rất là đẹp các bạn nhá. Đây, màn hình con này rất là đẹp các bạn nhá. Màn hình của nó là sáng đẹp keng các bạn nhá. Đấy. Lúc mà quay vào nó có sóng này là cái màn hình AMOLED, rồi sẽ là quay vào nó sẽ là hay bị là cái sóng các bạn nhá. Đấy, do là thiếu sáng hay là gì các bạn, nó không ảnh hưởng, không phải là màn hình bị lỗi các bạn nhá. Đấy. Và cấu hình con LG V50 này là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là đấy, mình sẽ giới thiệu lại. Bộ nhớ trong con này thì là gì nhỉ? Đấy, Android 10 này. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch AMOLED QHD 2K các bạn nhá. Màn hình con này là 2K luôn. Đấy. Có camera có rất nhiều tính năng hay, chụp góc rộng này, góc hẹp này, các kiểu này, rất nhiều tính năng hay các bạn nhá. Sản phẩm này LG V50 này rất nhiều tính năng hay luôn. Màn hình thứ nhất là màn hình cũng đẹp keng các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm là LG V50 này thì hôm nay nhà mình về duy nhất một con máy đẹp này, thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 3.500.000 các bạn nhá. Con LG V50 hôm nay nhà mình về duy nhất một con này. Máy đẹp mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu, sorry các bạn là 3.500.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là LG V50 này thì các bạn nhấn tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm LG V50 này được chạy con chip của nó là chip Snap là 855 các bạn nhá. Chip này là gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại còn hai chiếc là sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhá. Đây, và hôm nay thì nhà mình còn hai chiếc là sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhá. S10 5G này là hàng siêu thị nhá. Đấy, hàng bán tại siêu thị luôn này. Đấy. Hàng này là hàng máy đẹp này, trên 90% bán tại siêu thị các bạn nhá. Bình thường là siêu thị bày tủ con này với mức giá là cực kỳ là cao, nhưng mà gì nhỉ? Tại vì mình cũng chia sẻ luôn là tại sao là mình lại có hàng thanh lý siêu thị các bạn em. Tại vì là siêu thị là họ không nhập sản phẩm này, biết tại sao? Tại vì thứ nhất là cái tài sản phẩm mà để cho bán siêu thị ấy, hầu như là toàn bày tủ ấy, thì là lúc nào phải là máy, thứ nhất là phải máy đẹp, và thứ hai là độ máy đẹp, và thứ hai là phải zin các bạn nhé. Đấy, thứ nhất là máy đẹp và thứ hai zin. Và thứ hai là đợt này là cái tệ mà gửi ở bên gì nhỉ? Gửi hàng từ bên Hàn Quốc về ấy, thì là cái tệ mà gửi về Hàn Quốc về, thứ nhất là cái tệ này là cao. Đấy, cái tệ đang cao. Tại vì tất cả sản phẩm này bán siêu thị ấy, thì là họ sẽ lấy phần trăm lãi cực kỳ là cao nhá. Thứ nhất là thuê mặt bằng này, tiền nhân viên này, tiền thuê mặt bằng họ thuê nhất là cao. Tại vì tệ cái con này này,
cái con này là tệ lên này, đấy, cái con này là LG V5 à gì nhỉ, con S10 5G này, hàng siêu thị này là tệ lên này, đâm là siêu thị họ không nhập nữa đấy, hàng này là hàng tệ lên này. Ví dụ mà bình thường mình sẽ người ta bán cho mình là 6,2 triệu chẳng hạn, ví dụ mà hôm nay thì là cước đợt này dịch Covid cước đắt lên hơn 100.000 nữa, là 6,3 triệu các bạn nhé. Đấy, cước đắt lên là 6,3 triệu. Đấy, cước cao lên là 6,3 triệu nhé, cước cao 6,3 triệu. Đấy, cước cao lên là 6,3 triệu, nên là siêu thị họ không được cái lợi nhuận mà cảm thấy không hợp lý với cái máy cũ ấy, thì là họ không bán nữa. Đấy, họ không nhập bản nữa, đâm là cái hàng này sẽ là đẩy ra cửa hàng lẻ như mình nhá. Đấy, nhưng mà mình lại quen được ông anh này đấy, lại nhập ông anh này lại đẩy cho mình hàng này là hàng số lượng. Đấy, hôm trước mình về thì mấy chục cây mình đã bán hết cho bạn rồi đấy. Rất nhiều bạn là khách Hà Nội và nói chung là miền Bắc này mua rất là nhiều bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình sẽ còn hai chiếc này, một chiếc là màu đen, một chiếc là màu xám đen này, và một hai chiếc màu gold này. Đấy, cái bọn hàng siêu thị các bạn nhìn sẽ khác nhé. Đấy, nó chỉ cần bẩn bẩn các bạn chỉ cần lau cái thôi. Đấy, sẽ sạch bong các bạn nhé. Đấy, mình cũng xin mời các bạn mình cũng xin mời coi như là các bạn mà chuyên mua điện thoại online ấy, các bạn có thể là vào soi hàng của mình các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là vào nhìn hàng qua hàng của mình các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là soi hàng thoải mái. Đây, hàng siêu thị về nó sẽ là có cái hàng siêu thị lúc nào nó sẽ có cái tem mã vạch đấy các bạn nhé. Đấy, tem mã vạch này. Đấy, lúc nào có tem mã vạch nhá. Đấy, máy kiểu người ta kỹ tính nhé, đâm là bán siêu thị sẽ khác nhá. Đấy, màu nào thì các bạn chỉ lau cái nó sạch thôi. Đây, các bạn màu đen là cảm giác nó hay dính vân tay các bạn nhé, các bạn chỉ lau cái thôi là sạch nhá, rất là hay. Đấy, mình lau cái nó sạch thôi các bạn. Đây, mình cũng xin mời các bạn coi như là chuyên mua hàng online, các bạn có thể là vào soi máy của mình thoải mái các bạn nhé. Đấy, mình các bạn cứ soi thoải mái đi. Đấy, thoải mái. Đây, quay cận cảnh cho các bạn soi nhá. Đấy, đấy, màu xám đen đấy, màu gold các bạn nhá. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ edit lên như sản phẩm là LG, cái con S10 5G này là như thế nào các bạn nhá. Đấy, mình sẽ coi như là bật nguồn để cho bạn xem luôn. Hôm nay nhà mình còn hai chiếc này. Đấy, một chiếc màu xám đen nhá, một chiếc màu gold. Mình sẽ edit con màu gold lên, rất là màu gold cũng rất là đẹp luôn các bạn, đẹp luôn, đẹp luôn. 5G các bạn nhé, hỗ trợ 5G rất nhiều tính năng các bạn ạ. Mình sẽ tờ thời là thuê bao một chút đấy ạ. Đấy, hàng siêu thị lúc nào về nhập lên nó sẽ là còn như là nguyên chữ XT các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn màn hình chưa ạ, màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, rất nhiều bạn mua hàng gì nhở, S10 5G bên mình rồi. Đấy, các bạn cứ comment đánh giá thoải mái các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa ạ, đánh nhờ, mình sẽ chọn coi như là ngôn ngữ tiếng Việt này, mình sẽ active lên cho bạn nhé. Đấy, nói chung là nhanh lắm. Samsung thì là active nhanh hơn iPhone cực kỳ là nhiều. iPhone thì là rất nhiều bước các bạn ạ, mà sản phẩm này thì là đây, cho mình sẽ tải sau đi. Đấy, bọn Samsung là chỉ có vài bước thôi, iPhone thì các bạn active thì thôi rồi luôn, nó nhiều bước kinh khủng luôn các bạn ạ. Sản phẩm em đấy, hàng siêu thị người ta lên cao quá người ta không nhập về. Đấy, nhưng mà mình cửa hàng mình bán online thôi. Mình bán online thì mình nói chung là mình lấy lãi với mức giá hợp lý. Đấy, thì mình cũng làm thôi. Thì online thì nói chung là máy ngon thì mình sẽ nhập các bạn bán ngon thôi mà. Đấy. Thì tất cả bọn này thì là bản Hàn nhá. Tất cả bọn này là bản Hàn, đều là một sim một sóng luôn, có hỗ trợ 5G các bạn ạ. Rất nhiều tính năng. Đấy. Bạn nào mà thích trải nghiệm các bạn có thể là mua con S10 5G này về sử dụng là tính năng 5G rất là hay nhá. Đây ạ. Samsung S10 5G này các bạn ạ. Thì bọn này tất cả đều của nó là phiên bản là RAM 8GB. Bộ nhớ trong là 256GB rồi. Nói chung là với bộ nhớ bộ nhớ là 256GB các bạn lưu trữ thì khỏi phải lo luôn. Không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy các bạn nhé. Đấy, không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy. Và con này là chạy chip Exynos là 9820, chip này của nó rất là cao các bạn nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Camera rất là nhiều camera này. Đấy, dung lượng pin con này thì cực kỳ là trâu, pin 4500. Màn hình của nó là tràn viền 6,7 inch, QHD 2K+. Loa nghe nhạc con này loa nghe nhạc kép cực kỳ là hay nhá, có hỗ trợ là cái cổng mà rắc tai nghe 3.5 này. Ví dụ mà các bạn mà cắm cái mic live stream ra bên ngoài hay là cắm các cái phụ kiện live stream bên ngoài rất là tiện. Đấy, cổng sạc tai si rất là hay các bạn nhá. Mình sẽ vào coi như là mình sẽ nghe nhạc, xem phim coi như là cho các bạn xem là sản phẩm LG V50 để nghe nhạc xem phim một sướng các bạn nhá. Đây thì mình đấy. Mình sẽ nghe cái bài Nỗi lòng người tha hương. Nỗi lòng người tha hương này, nhiều khi là các bạn mà Nỗi lòng người tha hương này, đấy, mạng mình thì hơi chậm chút, loát thì hơi kém một tí. Nỗi lòng người tha hương này thì là nhiều khi mà các bạn mà đi làm ăn xa ấy,
nhiều khi mà cảm giác mà mùa dịch Covid này không làm ra tiền, nhiều khi nghĩ về quê hương nó buồn lắm. Có khi nhiều khi chảy nước mắt. Thật, mình nói thật các bạn, nếu mà các bạn mà làm ở xa ấy, dịch Covid này mà không kiếm ra tiền, nhiều khi và nghĩ về quê hương còn khóc luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn rất là đẹp luôn. Cái màn hình của Samsung thì khỏi chê luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, nghe nhạc ạ. Đấy. Đấy, các bạn nghe loạt hai một loa trên nhá. Và đây, mình sẽ bị loa trên. Đấy. 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 Nghe nhạc một loa trên và loa dưới này. Nhưng mà loa dưới thì nghe xuất sắc nhất các bạn nhé. Đấy. Nhiều khi các bạn mà đi làm ăn xa, các bạn nghe những cái bài này là buồn lắm. Đấy. Mình sẽ tạm thời đây thôi. Mình sẽ vào, nói chung là đi làm ăn xa mà không kiếm ra tiền vào mùa Covid này nhiều khi buồn lắm các bạn. Và tiếp theo mình sẽ bài là Đình Dũng. Mình sẽ chọn một video nhạc buồn nhé. Mình sẽ nghe bài nhạc buồn của Đình Dũng đi. Nhiều khi đừng hẹn kiếp sau đi. Đây, mình sẽ chọn bài đừng hẹn kiếp sau. Nhiều khi nghe nhạc buồn các bạn, coi như là sản phẩm máy loa nghe nhạc vàng có hay không và nhạc buồn có hay không. Nhiều khi các bạn mà đang thất tình ấy, mà các bạn nghe cái loa nó hay ấy, loa cái nó phát nhạc ra hay, có khi nhiều khi nhạc buồn thì các bạn cứ phát khóc các bạn ạ. Đấy, nhiều khi mà thất tình phát khóc các bạn ạ. Đây, mình sẽ bàn coi như là đừng hẹn kiếp sau là cho bạn nghe nhé. Đấy, giam 8 ghi chạy cực kỳ nhanh. Đấy, bạn nào mà thất tình các bạn mở cái loa này lên nghe hay quá, có khi còn phát khóc các bạn ạ. Nhiều khi nó buồn quá. Đấy, màn hình của nó rất là đẹp luôn, màn hình Samsung khỏi phải chê luôn. Vạn lời yêu thương. Đấy, loa cực kỳ hay các bạn nhé. Cũng hết sau hai từ chia. Đấy, nhiều khi các bạn mà nghe loa hay ấy, cái loa mà phát nhạc ra hay này, có khi nhiều khi lúc các bạn mà thất tình các bạn nghe những nhạc buồn như này, có khi còn chảy nước mắt các bạn ạ. Đấy. Đấy, nhiều khi buồn lắm các bạn ạ. Thôi mình không nghe nữa, mình nghe thì nữa mình phát khóc chết. Đấy, và đây, bạn nào muốn hóng drama các bạn có thể lên tải phần mềm TikTok về hóng drama về cô Hằng nhé các bạn nhé. Đấy, cô Phương Hằng nhé, hóng drama, mạng hơi bị chậm. Nói chung là giam 8GB các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và sản phẩm là gì nhỉ? Samsung S10 5G này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, máy đẹp ạ. Trên 90%. Đấy, hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Tất cả màn hình đẹp keng các bạn nhé. Giá chỉ với giá là 6.200.000 cho bạn sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình còn mỗi 2 chiếc này. Thì là các bạn nào muốn gì nhỉ? Còn nếu mà mai mà mình chốt hết rồi thì các bạn có thể là cuối tuần đặt tiếp giúp mình nhá. Cuối tuần thì là hàng lại về tiếp, mình đang đặt hàng rồi. Đấy, hàng đợt này thì là về hơi bị chậm luôn. Mình sẽ bán cho bạn coi như là S10 5G toàn hàng đẹp luôn. Toàn hàng zin đẹp nên các bạn cứ yên tâm nhá. Đấy. Nhà mình thì còn màu xám đen nhá và một màu gold nhá. Nhà mình còn hai chiếc này là hai chiếc sót cuối cùng này. Đấy, mình sẽ thanh lý cho bạn nốt với giá là 6.200.000. Đấy. Bạn nào muốn thích sản phẩm là Samsung S10 5G này. Đấy. 6.200.000 thì các bạn nhắn tin hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy. Đẹp lắm, dùng sướng lắm. Đấy. Bản đẹp keng luôn. Nói chung là thật các bạn, mua bọn này thì cũng đáng đồng tiền bạc gạo luôn. Đấy, còn bạn nào mà mua hàng S10 5G bên mình rồi, các bạn nhận rồi, các bạn cứ comment cho mình một nhận xét thoải mái các bạn nhá. Đấy. Để mình rút kinh nghiệm. Lần sau thì mình sẽ nhiều hàng ngon hơn. Đấy. Đấy. Và tiếp theo thì nhà mình về được hai cây Samsung S9 này. Đấy. Hai cây S9 này là hàng vỏ hơi phẩy các bạn nhé. Hai cây S9 này là hàng hơi phẩy các bạn nhé. Màn hình đẹp đấy. Samsung S9 của nhà mình hôm nay thì màn hình đẹp keng các bạn nhé. Màn hình đẹp keng. Chứ mà vỏ thì nó hơi phẩy một tí thôi. Đấy, màn hình của nó thì là hơi phẩy một tí thôi các bạn nhé. Đấy. Bọn này của nó thì là hơi xước phẩy các bạn nhé. Hai con Samsung S9 này. Còn nhà mình hôm nay thì nhà mình về được hơi sức phải một tí. Cái bọn S9 này thì cấu hình cực kỳ là khủng. Thì là bọn này của nhà mình thì là phiên bản Mỹ nhá. Đấy. Phiên bản Mỹ một sim một sóng. Bọn này thì chạy chip Snap là 845. Và cấu hình RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, màn hình của nó là tràn viền. 5.8 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Nói chung cái dòng S này các bạn nghe cái loa nghe nhạc của nó hoặc là loa đàm thoại nó rất là sướng, rất là to các bạn nhé. Đấy. Hai con này của nhà mình là màn hình đẹp. Vỏ với cả mặt kính của nó thì là hơi phải một tí, nhưng mà mình đã dán cho bạn coi như là cường lực hết cho các bạn nhé. Đấy, các bạn về chỉ dùng thôi. Đấy, bọn này thì là zin nguyên bản các bạn nhá. Hai con S9 phiên bản Mỹ chip Snap này, màn hình đẹp này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.000.000 các bạn nhá. Đấy. Hai con này thì là viền của nó hơi phẩy một tí, mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.000.000 các bạn nhá. Ngoại hình còn 90%. Đấy.
Nói chung là mình cũng nói cho bạn là ngoại hình 90%, 3 triệu đồng hai con này các bạn nhá. Đấy, 3 triệu nhá, 3 triệu các bạn nhá. Đấy, S9 nhỏ 3 triệu các bạn. Với mức giá 3 triệu các bạn nên mua con S9 này, dùng cực kỳ là sướng, có màn hình 2K, rất là hay và nhỏ gọn. Ví dụ các bạn mà làm phụ xây các bạn mà hoặc là thợ xây, thợ chính xây thì các bạn có thể là trèo ráo các bạn đút con này vào túi, nhiều khi nó nhỏ nhắn thì nó đỡ kê vào rào, nó đỡ bị dập máy các bạn nhé. Các bạn dùng bọn này rất là hay nhé, 3 triệu một con nhé. Đấy, các bạn trèo ráo, các bạn phụ xây, các bạn thợ xây, các bạn trèo ráo dùng con này rất là hay, nhỏ gọn, đút túi và loa cực kỳ to, nghe nhạc rất là sướng. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Oppo F9 nhá. Con Oppo F9 này, đấy, con Oppo F9 này thì là ngoại hình con này thì là vỏ có cũ cũ chầy theo thời gian, thì với con này cũng ra mắt lâu rồi, thì vì khách cũng không dùng ốp ấy thì nó hơi bị xước, cũ chầy theo thời gian. Thì con Oppo F9 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Con Oppo F9 này thì là 1.700.000, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, 1.700.000. Đấy, bằng gì nhỉ, bằng mấy con Oppo A5s, nhưng mà Oppo A5s đời mới hơn và đẹp hơn. Con này thì đời cũ hơn một chút, nhưng mà cái cấu hình của nó rất là khủng, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá, 1.700.000 nhá. Đấy, bạn nào mà không thích cấu hình dùng ngon thì các bạn có thể là dùng F9 lại được các bạn nhé, về học online cực kỳ phê luôn. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này, con Samsung Z5 2016 các bạn nhá. Z5 2016 này thì là RAM 2GB rồi, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Samsung Z5 2016 này được cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED nhá. Màn hình các bạn xem phim hay là nói chung là chữ cực kỳ to. Nói chung là màn hình bọn này thì đẹp lắm. Màn hình Samsung thì khỏi phải chê luôn. Màn hình của nó là màn hình AMOLED đấy. Con Samsung Z5 2016 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. 1 triệu đồng là Samsung Z5 2016, màn hình AMOLED nhá. 1 triệu cho bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Samsung Z7 Prime này. Z7 Prime con này của nhà mình là phiên bản công ty này, 2 SIM 2 sóng đấy. Cấu hình con Samsung Z7 Prime này thì là RAM của nó là RAM 3GB. RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Ngoại hình con này cũng còn độ 90% các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà thích sản phẩm là Samsung Z7 Prime các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy. Samsung Z7 Prime bản công ty 2 SIM 2 sóng. Nói chung là dùng cái bọn này các bạn, nó thật các bạn, quá nồi đồng mùi đào, bền lắm các bạn ạ, sướng. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình còn một chiếc iPhone 6 Plus các bạn nhé. Thì hôm nay nhà mình mới về con này là con iPhone 6 Plus các bạn nhé. iPhone 6 Plus thì con này của nhà mình là phiên bản quốc tế này, 64GB đấy. iPhone 6 Plus này, 6 Plus con này là phiên bản quốc tế này, 64GB. Thì là tình trạng con này thì là máy mất vân tay các bạn nhé. Đấy, và pin con này thì là pin của nó là pin 100%. Đấy, con này thì mình đã kiểm tra rồi, main zin, màn zin các bạn nhé. Màn này các bạn có thể là vỡ kính, các bạn về là ép thoải mái các bạn nhé. Màn zin thì các bạn có thể là về vỡ kính, các bạn có thể là ép thoải mái, không như màn lô. Màn lô các bạn vỡ kính nó sẽ là vứt đi luôn các bạn nhé. Đấy, con 6 Plus mà gì chờ, tình trạng pin con này ngon nhé. Pin con này khách cũng đã thay mới 100% rồi. Đấy, rất là ngon luôn. Ngoại hình thì con này cũng vỏ có cũ chầy theo thời gian, thì vì nó cũng ra mắt lâu rồi mà. Đấy, iPhone 6 Plus mất vân tay 64GB. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.800.000 nhé. iPhone 6 Plus này, nói chung là 64GB, mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Chỉ mất mỗi vân tay các bạn nhé, pin ngon, 1.800.000 nhé. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con iPhone 7 Plus các bạn nhé. Ngoại hình con này thì còn độ 90%. Đấy, con này thì mình cũng đã kiểm tra, hôm nay mình đã mua lại của khách kiểm tra rồi. Con này thì là main zin, màn zin đấy. Full hết xanh, chỉ mỗi là khách cũng đã thay quả pin một lần được các bạn nhé. Khách cũng chỉ thay mỗi pin thôi, còn full xanh luôn đấy. Full xanh chỉ thay mỗi quả pin các bạn nhé. Đấy, tình trạng pin 100% này. Đấy, iPhone 7 Plus. Nhưng mà được cái con này thì là phiên bản của nó là dung lượng rất là nhiều các bạn nhé. Con này là phiên bản quốc tế này, 128GB đấy. Con này là iPhone 7 Plus này đấy, 7 Plus phiên bản quốc tế này, 128GB. Đấy, thì tất cả 7 Plus thì nó cũng bền lắm. Đây, cái con này của mình này. Đấy, con này là con iPhone 7 Plus của mình thì là được 6 năm rồi các bạn nhé. Đấy, con này con iPhone 7 Plus của mình này. Đấy, mình dùng được 6 năm rồi. Đấy, không phải nói thật các bạn. Đấy, con này con iPhone 7 Plus của mình này. Đấy, đấy, mình dùng con này được tất cả năm nay, năm thứ 6 rồi các bạn nhé. Từ ngày mình mở cửa hàng điện thoại luôn này. Con iPhone gì nhỉ,
Con iPhone 7 Plus này, từ ngày mình mở cửa hàng điện thoại này đến bây giờ này, mà mình quay video vlog suốt nhá. Đấy, nói chung bền lắm. Không hiểu nhiều bạn cũng dùng máy cũng nhanh tạ. Nhưng mà mình dùng con này đến 7 à 6 năm rồi. Năm nay là năm thứ 6 mình mở cửa hàng rồi mà mình dùng con này là 6 năm rồi các bạn nhá. Đây, con iPhone 7 Plus này. Đây, tin nhắn rất là nhiều. Các bạn nhìn tin nhắn tận 4.700 tin nhắn này. Đấy, rất nhiều tin nhắn. Nói chung là các bạn nó tời xuống cuối thì các bạn đọc tin nhắn chứ mà. Đấy, các bạn dùng đấy là mình xóa. Mình còn ngày xưa mình còn bị quên mật khẩu, mình còn reset một lần rồi. Không, bây giờ là phải tầm cỡ 10.000 tin nhắn các bạn ạ. Đấy, phải tầm cỡ 10.000 tin nhắn cơ. Đấy, dùng 6 năm là phải tin nhắn nó phải nhiều như này là đúng rồi. Tin nhắn tổng đài nào cũng đủ thể loại. 136 nào thì các kiểu nhiều lắm. Đây, đây còn các cái khẩu khách hàng ấy. Còn đây cả thông tin khách hàng của mình đây rất nhiều này. Ví dụ mà khách hàng mà mua quen ấy, lúc nào mình sẽ lưu vào con máy này rất là nhiều các bạn nhé. Khách hàng nhiều khi mình quen khách hàng đây. Khách hàng mua máy quen này. Đấy, mua những máy mà từ tận năm 2020 này. Đấy, với nhiều khách cũng như là mua tận 2020 này. Đấy, là cái tin máy này rất là quan trọng với mình luôn. Đấy, dùng 6 năm rồi các bạn nhé. Mà chưa bị lỗi hay hỏng của cái gì cả. Đấy, thì dùng tuyệt bền. Nói chung iPhone 7 Plus, iPhone nhiều con rất là bền các bạn nhé. Đấy, còn iPhone 7 Plus phiên bản 128GB này bao cho bạn full xanh, chỉ có nhất là đỏ mỗi là quả pin các bạn nhé. Thì là con này 128GB, ngoại hình còn 90%. Đấy, bao cho các bạn có như là main zin, màn zin. Màn con này là vỡ kính, các bạn có thể đi ép thoải mái các bạn nhá. Đấy, màn zin các bạn ép kính thoải mái. Thì là con iPhone 7 Plus này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 con iPhone 7 Plus các bạn nhá, màu đen này các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus các bạn nhớ đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ đặt mình, đăng ký kênh, bật chuông thông báo thì là những clip sau thì mình sẽ ra thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ để phục vụ các bạn. Đấy. Bạn nào mà thích sản phẩm là S10 5G, hàng siêu thị đẹp như hàng siêu thị này các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Hàng siêu thị nó khác bọt các bạn nhá. Đấy, mời các bạn coi như là thành soi luôn. Xin chúc bạn và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chào và hẹn lại clip lần sau, và chúc các bạn coi như là xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip lần sau các bạn nhé.